Thông tin tại cuộc họp trên, ngành y tế Đà Nẵng cho biết những ngày gần đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 5 đến 10 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Đang chú ý trong đó có nhiều trường hợp người dân có các triệu chứng về hô hấp đã tự đến bệnh viện để xét nghiệm thì phát hiện dương tính. Ngành y tế khuyên cáo những trường hợp này cần chủ động báo với y tế địa phương, xã phường thì các bộ y tế sẽ trực tiếp đến nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tính từ ngày 16 tháng 10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 422 ca mắc Covid-19. Toàn thành phố đang tích lập 85 khu vực phong tỏa với 890 hộ dân. Ngoài các khu cách ly tập trung thì các địa phương cũng đã triển khai cách ly hàng trăm F1 tại nhà.